Okay. Man. Không biết nói mấy cái này vấn đề này sao cho tụi em dễ hiểu không? Tại nhiều cái nó xảy ra trước mặt đó, mà anh không nói thì tụi em không bao giờ hiểu. Đúng không? Mà anh nói ra thì có thể rằng là nó ảnh hưởng cảm xúc của tụi em. Ok. Gắng cắn răng chịu nha. Okay. Thì đó là anh á, anh không có tin á vào á bình thường người ta cũng mà họ làm sai. Con mình á cũng nó làm sai đó bông, anh không có thích thưởng nó. Nó khóc lóc hay là nó đòi này đòi nọ đó bông, nó không có làm theo cái ý muốn đó bông, anh không có thích đi mua kem, mua nước ngọt hay mua bánh tráng vào cho nó ăn. Tại sao? Tại mình đang dạy nó đó bông, là nó làm tầm bậy tầm bạ đó, xong cái mình thưởng nó. Anh hiểu cái này không? Cái đó mình nhớ cái vấn đề đó, mình ra ngoài đời đó không? Cái mình nuôi con chó đi mà nó sủa sùm hay nó cắn người ta đó, mình có nên nó cho nó ăn bánh xong cho nó ăn đồ ăn không? Không. Tại nó phải hiểu là nó làm cái gì mà mình không muốn nó không? Là tiếng Mỹ nó dùng cái mà gì đó, cái punishment. Nó sẽ bị phạt. Đúng không? Chứ nó không bị thưởng. Bị phạt đó là nó ngược lại bị thưởng phải không? Bị thưởng là ngược lại bị phạt, đúng không? Ok. Thì em phải học cái bài học này nè. Anh á, mình không có nên á thưởng người ta cũng mà họ làm sai. Ok. Như bồ của em hay là vợ của em á, nó đi ngoại tình đi, xem nên nó về nhà đó mua xe mẹ hay là mua cái iPhone mới tặng nó không? Không. Không. Em nên ly dị nó hay bỏ nó hay là làm cái chuyện gì khác, em không nên thưởng nó. Ok, thì á, tụi em hiểu vấn đề đó không? Mình không nên thưởng cái hành động á mà mình không thích. Mình đối xử với bạn bè mình đúng không? Như mấy bạn của anh á mà nó phản bội anh đúng không? Anh cắt ngang liền. Anh cắt ngang liền á. Một phút sau nó gọi anh không bắt điện thoại. Còn trước khi đó, trước khi nó phản bội anh đúng không? Một giờ đêm mà nó gọi anh cũng bắt điện thoại nữa. Còn lúc mà anh vừa quyết định nó cắt nó bỏ rồi đúng không? Một phút sau đó mà nó ngã nó chết đứt tim nó gọi anh cũng không bắt điện thoại nữa. Tụi em hiểu không? Là mình không có thưởng đó, cái hành động đó mà tiêu cực. Tụi em hiểu vấn đề đó không? Mình thưởng đó, cái hành động đó, mà tích cực. Để cho anh chị ạ. Đúng rồi, để mình khuyên họ đó nên tiếp tục cái hành động đó. Tụi em hiểu rõ cái vấn đề đó không? Ok. Thì cốt mà anh không muốn tụi em lại đây gặp anh, rồi xong tụi em bàn nhau hợp tác chung nhau đó để khám phá anh ở đâu đó, rồi xong tụi em lại đi gặp anh đó, thì tụi em có làm cái hành động mà anh không muốn không? Rồi xong bây giờ đó anh mời tụi em ăn trưa gì đó, nó là cái hành động đó là đang thưởng tụi em hay là đang là trừng phạt tụi em? Ừ. Thì tại sao anh làm vậy? Đúng rồi, anh không có nên. Thế người đàn ông mạnh mẽ đó không có thưởng cái hành động tiêu cực. Họ trừng phạt cái hành động mà tiêu cực. Tụi em muốn lắng nghe kỹ không? Sau này con cái tụi em mới mà nó làm cái hành động đó không? Nó khóc lóc sùm đó không? Không như anh đem con của anh nó vô trong nhà hàng, xong nó đòi ăn gì đó, xong nó khóc lóc đó không? Anh cho nó chết đói luôn. Thành sao? Nó bị một hai lần á, nó không có dám khóc gì nữa, nó không có dám đòi hỏi gì nữa. Anh nó quýnh đập, anh nó đập nó gì chăng á, anh chỉ làm gì? Đúng rồi. Tại mình thưởng nó thì nó làm gì? Nó tiếp tục. Ok. Thì tại sao anh thưởng tụi em bữa nay? Hả? Không. Không. Không phải là anh thưởng tụi em để dạy cho người có bài học. Không, anh không phải thưởng tụi em để cho tụi em nhận được cái bài học. Lý do mà anh làm gì đó bông là cái vấn đề khác. Cái vấn đề đó bông là nhiều khi trong cuộc đời mình đó,
mình bị đưa vô cái đường cùng. Thêm hiểu không? Nhiều khi mình bị đưa vô cái đường cùng đó, mà mình quyết định sao đó mình cũng thua. Tụi em hiểu không? Như anh họp với tụi em đi, thì đó là anh mất hết thời gian của anh đó với con Nhi với mà thằng Mẫn để làm, anh đang bàn giữa phần mềm. Anh mà ngưng lại đó, tiếp xúc với tụi em đó, thì anh mất cái thời gian mà anh cần đó, trước khi anh lên chuyến bay đó, đúng không? Thì anh sẽ lỗ phần này đó. Còn anh đuổi tụi em đi đó, xong anh đi tiếp xúc với mà Nhi với mà thằng Mẫn trở lại giữa phần mềm đó, thì á là hết chơi mười mấy đứa, 16, 17 đứa đó đi dục khác đó, thì á chỉ có một đứa nó nói xấu anh thôi, thì anh bị gì? Cho em hiểu không? Là anh sẽ mất uy tín, là mẹ mình gặp anh ở ngoài đời á, bông mình đóng tiền mình học anh rồi xong mình gặp anh ngoài đời cái anh đuổi đi dục khác, thì anh có thắng được không? Anh có thắng được không? Được không? Như em á, tụi em có thắng được không? Trong cái hoàn cảnh đó tụi em có thắng được không? Tụi em mà ngồi trong cái vị trí của anh đi, khó lắm, nó rất là khó, thấy không? Thì đó là lý do đó, không là anh phải mời tụi em ăn á, là tại vì á là ngay lúc đó đó là cái giải pháp á, cái cách giải quyết đó, không để cho nó giải quyết cái trở ngại cho hai bên. Là anh biết rằng là anh sẽ mất cái thời gian đó để mà bàn những cái vấn đề phần mềm đó, coi đó là lỗ rồi, là coi như là anh sẽ mất là anh phải gặp Mẫn với mấy đứa nhân viên của anh đó, anh phải gặp nó lại sao rồi, không cách nào anh làm được bữa nay chứ. Ok, rồi xong rồi đó, anh biết là anh mất cái đó rồi, xong bây giờ đó anh đuổi tụi em đi đó, thì anh sẽ mất gì nữa? Rồi mất thêm uy tín nữa, anh mất hết cái cơ hội để làm việc với mấy đứa nhân viên của anh, rồi xong bây giờ đó anh sẽ mất gì nữa? Thêm cái uy tín nữa. Ok, thì bây giờ đó anh mời tụi em ăn vậy đó, thì có đứa nào nói xấu anh được không? Em nói xấu anh được không? Không. Em nói xấu anh được không? Không. Em nói xấu anh được không? Không. Thì nhiều khi đó trong cuộc đời của ông, mình gặp cái đường cùng gì đó không? Nhiều khi đó mình phải ăn cái lỗ đó. Để làm gì? Để bảo vệ cái uy tín của mình. Tụi em hiểu không? Trong cuộc đời nhiều khi nó xảy ra cái chuyện đó không, mà mình phải cắn răng đó, ăn đòn đó, để cho là mình bảo vệ cái uy tín mình. Nó tùy theo mục tiêu của tụi em hả? Nó tùy theo mục tiêu không? Như em nói có người, em nói rằng có người người ta sẽ đuổi mà mấy học sinh về hết trơn rồi xong họ tiếp tục làm luôn, cái đó không đúng, không có sai, mà nó tùy theo cái mục tiêu mình muốn đặt. Ok, mà tụi em nên lắng nghe nhiều xong cái kỳ sau á chơi cái trò lần thứ hai không? Không, tại anh đã nói rồi. Ok, giờ sẵn cái bài học nữa đó không? Là tụi em có biết rằng á, là trong cái nhóm của tụi em đó, nó đã nhắn tin cho anh rồi chưa? Có không? Tụi em có biết không? Ok, thì mình làm người đàn ông mạnh mẽ đó không? Mình không có nên làm cho người ta bối rối. Là mình biết á, là ok, trong cái nhóm mình đã nhắn tin cho anh Tài rồi, sao anh đã từ chối rồi? Thì cũng mà trong nhóm mình ngủ á, hay mình đi gặp anh luôn đi. Thì mình có nên làm gì không? Có nên làm gì không? Không. Ê, mày đã nhắn tin cho ảnh rồi, sao anh nói anh không có thời giờ, đúng không? Anh phải đi ra Đà Nẵng đó, đúng không? Là chắc chắn đó, mình không có nên đó, lại làm phiền ảnh. Tụi mày muốn đi thì đi, tao không có đi, đúng không? Chứ mình đừng có nghĩ rằng ô mình súng nhau đó, cái mình lại cái mình gặp ảnh đó, cái ảnh không có sự lựa chọn, anh phải gặp mình. Mà cái hành động em nó nói gì? Em nói là em không nghĩ gì, mà cái hành động em á hả? Như em lại em ôm nhỏ khác đi, xong cái giảm nói em đang làm gì ôm nhỏ đó anh chị ạ?
xong em nói em đâu có thích nó đâu, em chỉ ôm hôn nâng cái hả, thì giờ em nó có tin không? À. Ừ, nó cắt cổ đó. Ừ, nó cắt cổ em đúng rồi. Hả? Thằng thưởng gì? Em phải nói sao cho anh hiểu chứ. Em có nhìn đến khuôn mặt anh á là em có thấy rằng ở lại nó không hiểu không? Ồ, idol á hả? Em idol cả em chứ. Đâu anh anh biết mà anh em idol là không idol đó, có chuyện của em chứ đâu phải chuyện của anh đâu. À, câu hỏi em là sao? Em đừng có để người ta hỏi em 3-4 lần gì nha. Đây câu hỏi cuối cùng nữa. Mà không, anh không làm phiền họ. Tại anh không có tin vào hút giá trị của người khác. Anh không cần quan tâm vụ chuyện đó, anh không bao giờ anh tránh khỏi nó bong hút giá trị của người khác. Cũng mà anh vừa khám phá đang hút giá trị của người khác đó bong, hay là cái người đó có cái cảm giác là anh đang hút giá trị của họ đó, là anh chặn lại ngưng lại ngay đó liền. Cái mà mình muốn giao thiệp với người nào đó bông, là mình tạo ra giá trị cao nhất đó bông, để cho cái người đó muốn chơi với mình. Ví dụ như hồi xưa anh học trong cái lớp chứng khoán á, với ông thầy Green á, thì anh rất là muốn đi theo ông, đi học hỏi cái anh tạo ra giá trị mà. Đúng rồi, anh tạo ra giá trị cho ông. Dù ông không có muốn là mình phải lao bản hay rót cà phê cho ông, nhưng mà anh muốn tạo ra cái giá trị. Anh muốn, có mà lúc đó anh muốn học ông thầy xanh đó, có anh gặp ông, anh biết rằng đó anh có cái mà chiến thức đó không, là chiến thức là chiến lược gì đó, strategy đó không, chiến lược không, là cũng mà anh gặp cái người nào mà anh thấy rằng họ phát triển cuộc đời của anh đó không, là anh tiếp tục học họ tới chừng nào hết cái gì đó, hết bức sao mới đi kiếm người khác. Không, anh mà gặp mà thằng Anthony Robinson viết sách đó, xong nó giúp cho anh thay đổi tư duy của anh đó, thì dĩ nhiên anh mà gặp nó ngoài đời, hay là thằng mà Robert Kiyosaki mà nó viết cuốn sách mà Cha Nghèo Cha Giàu đó không, thì dĩ nhiên anh sẽ bắt tay với nó, anh sẽ mà nhiệt tình đó, anh cảm ơn đó là nó viết cuốn sách đó không, mà rất là hay, nó thay đổi cuộc đời của anh. Còn đó là anh đi gột theo nó để làm này nọ idol nó không, tại vì cái đó là anh làm cái đó bông, là anh phạm cái luật người đàn ông mạnh mẽ thứ ba là gì? Một đó là mình không có chinh phục người khác, hai đó là mình không có xin phép người khác, ba đó là mình không có chờ cái sự chấp nhận của thằng khác. Anh đâu cần chờ nó chấp nhận là anh thành công hay là không, có tự anh biết rồi, phải không? Kiểu anh Thắng muốn hỏi là mình không phải đi theo người ta để chinh phục, mà mình chỉ đứng từ xa đó để mình nhìn, để mình noi gương á. Không, như anh thấy em làm cái gì hay đi, mà anh hâm mộ sao anh muốn làm theo vậy. Thí dụ như anh hâm mộ thằng Lý Tiểu Long, tại nó cái suy nghĩ của nó hay, xong rồi cái cuộc sống ngoài đời nó hay, nó đối xử người ta anh thấy rất là mạnh mẽ đó, xong rồi nó biết võ nghệ đồ đó, anh thích rất cái vấn đề đó, thì anh hâm mộ nó, anh muốn nhái theo nó đó không, thì anh đâu thấy cái đó nó cái gì hay đó, mình nhái theo nó. Cái mà mình không nên làm đó là mình chờ cái sự chấp nhận của người đó, hay mình xin phép người đó. Như nhiều đứa nó muốn mời đi cà phê đó để anh làm gì, để anh trò chuyện với nó, mà đâu phải là thiệt tình trò chuyện đâu. Không, muốn mời đi cà phê để làm gì? Hỏi ý kiến. Không, đúng rồi, hay là xin phép. Bởi đó là lý do anh không làm là gì đó. Mà ý anh nói không, là cái lý do mà anh muốn tụi em biết rằng á, là anh mời tụi em á, là không phải rằng á, là anh muốn đãi tụi em hay là gì chẳng á. Cái đó là cái thực tế đó, là anh bị đưa vô cái đường cùng nữa không, là cái này đó là cách mà anh thấy là nó giải quyết đó, là hay nhất trong cái hoàn cảnh đó. Anh
nha thầy. Hả? Sao? Không bao giờ. Tại em không có đủ khả năng để làm cho anh tức giận. Em mà đủ khả năng làm cho anh tức giận đó bông, em nên đòi tiền lại xong anh trả tiền lại em đi học người khác. Tụi em không có đủ khả năng. Ok. Không, không, cái đó là mình đang làm cái lực người đàn ông mạnh mẽ thứ năm đó không? Là người đàn ông mạnh mẽ đó là họ quý trọng nó sử dụng cái thông tin đó chính xác rõ ràng. Cố mà em hỏi anh đó là hay anh Tài, em mà hỏi anh Tài đó để giúp cho em một quyết định ra cái sự quyết định này đó, cái đó là mình đang xin phép hay chính phủ nghe, cái đó không? Mình đang tìm hiểu cái thông tin đó chính xác rõ ràng. Mình đang tìm cách để mình sử dụng đó, cái thông tin chính xác rõ ràng. Ê, em có cái thông tin A này trong đầu của em á, xong có thông tin B này đó, xong em quyết định là cái thông tin này đó nó chính xác hơn đó, để đạt được cái mục tiêu của em đó. Cái đó có đúng em, anh thấy cái này có sai lầm chỗ nào không? Cái đó nó khác hơn đó là anh Tài, em muốn bằng cấp mà đại học đó không để làm bác sĩ đó, thì đó, em có nên đi học làm bác sĩ không? Ok, thì cái nói tóm là cái ý nói bông, nhiều khi đó, trong cuộc đời mình đó, mình gặp cái hoàn cảnh đó bông, mình quyết định sao nó cũng thua. Thì lúc đó đó bông, mình phải cái nghiên cứu giải quyết làm sao đó để cho mình đừng có mất cái uy tín của mình. Okay. À, anh đuổi cho em đó, anh cũng không tốt, mà anh kêu cho em ở lại đó nó cũng không tốt được. Ừ, thì nó cũng giống giống như vậy đó. Không, anh đủ giờ mà.